Chí Quân xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang theo dõi báo Tuổi Trẻ. Và ngày hôm nay thì rất là vinh dự khi được mời các bạn tới nhà của Chí Quân và cùng chia sẻ cho các bạn một bài tập rất là đơn giản với một cái dụng cụ cũng mình đoán là tất cả mọi người hầu như là nhà ai cũng có, đó chính là một chiếc ghế sofa. Và mọi người thử đoán xem là với một chiếc ghế sofa như vậy thì mọi người có thể tập được bao nhiêu bài. Nếu thắc mắc thì hãy đi theo Quân nhé. Và trước khi vào với bài tập thì chúng ta sẽ phải làm một việc rất là quan trọng mà Quân khuyến khích mọi người phải làm trước khi tập thể dục tất cả các môn thể thao gì cũng vậy, là mọi người phải khởi động. Và hôm nay thì chị Quân sẽ đặc biệt sẽ chỉ cho mọi người khởi động một cái bộ phận mà giúp chúng ta ngoài việc để tập chúng ta sẽ được trơn tru hơn, mà cái bài tập khởi động này có thể giúp cho chúng ta giải tỏa được áp lực cho cuộc sống và giúp cho những người mà bị bệnh đau mỏi vai gáy khi mà tập bài tập này thì sẽ giảm những cái triệu chứng đó rất là nhiều. Và tiếp theo thì sẽ đến với những bài tập dùng ghế sofa. Và đầu tiên bài tập chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới ha. Trước tiên là bài tập cho phần vai, phần ngực và tay. Đó chính là chúng ta sẽ hít đất nhưng mà dùng chân đặt lên sofa để tạo cho chúng ta có một cái áp lực nhiều hơn cho phần cơ ngực và vai và tay. Ok, bắt đầu. Hai chân chúng ta để lên ghế. Rồi, hai tay bằng vai. Ok, và chúng ta sẽ làm động tác này 15 lần mỗi set và làm 3 set và nghỉ 15 giây mỗi set. Nhớ hít vào thở ra đều nha các bạn. Và vừa rồi là những động tác dành cho nhóm cơ phía trước như là ngực trước này, vai trước và tay trước. Và tiếp theo là những bài tập dành cho phía cơ đằng sau, tay sau và vai sau. Ok. Chúng ta sẽ để hai tay lên ghế. Chân chõi ra một chút xíu. Ok. Chúng ta vẫn cứ làm 15 cái và 3 hiệp và nghỉ giữa hiệp 15 giây. Bắt đầu. Và tiếp theo là động tác tập bụng. Chúng ta dùng ghế sofa để giữ chân lại giống như là với các máy tập ở phòng tập. Đây, mình sẽ làm cho mọi người coi. Và với động tác này, tại sao mà mình lại chọn chiếc ghế sofa? Bởi vì chiếc ghế sofa có thể gài được cái chân, một cái tầm chân rất là hoàn hảo để tập động tác này. Ok, bắt đầu. Vẫn là 3 hiệp, mỗi hiệp 15 cái và nghỉ giữa hiệp 15 giây. Và với động tác này chúng ta có thể tập cả hai bên nữa để chúng ta có thể có một cơ bụng đều là như thế này. Chúng ta nghiêng xa, chúng ta có thể chạm vào hai mắt cá để có hai bên phần cơ bụng săn chắc. Với động tác này chúng ta chỉ việc kê một chân lên ghế và hai tay chống vào hông. Chúng ta vẫn tập như cũ 15 cái mỗi hiệp và 3 hiệp nghỉ giữa hiệp, mỗi hiệp là 15, mỗi lần nghỉ là 15 giây. Khi lên thì chúng ta nhớ siết đùi sau và mông lại thì nó sẽ thêm hiệu quả hơn vào mông của chúng ta. Và tiếp tục làm như vậy với bên còn lại. Xong. Và vừa rồi là tất cả những bài tập cơ bản mà Chí Quân áp dụng bằng ghế sofa. Và hy vọng là mọi người thích những bài tập bằng ghế sofa của Chí Quân và áp dụng nó để có một sức đề kháng thật là khỏe mạnh này, để chống lại dịch bệnh cũng như là có một cái thân hình thật là đáng mơ ước. Và hy vọng mọi người hãy giữ gìn sức khỏe qua mùa dịch. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé. Động tác
này thì khá là quan trọng trong việc giữ thăng bằng.